Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Phi Điệp Wedding, kênh chia sẻ tất cả các vấn đề liên quan đến chuẩn bị cho ngày cưới. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề là tất cả những cái gì liên quan đến dựng rạp cưới. Từ trước đến giờ ấy, nếu mà nói về các cái wedding planner hoặc là các cái gọi là đơn vị làm trang trí cưới hỏi cao cấp thì thường là có một đặc thù là mọi người thường không làm rạp. Đấy, cái rạp cưới nó có một cái, nó giống như là một cái mặc định là của các cái bên chuyên gọi là phong rạp, tức là giống như kiểu làm cưới hỏi bình dân. Theo mình thấy là nó rất là quan trọng nhưng mà lại không được cái sự đầu tư đúng mực, hoặc là không, những cái đơn vị đang làm cái rạp cưới ấy, người ta không có con mắt thẩm mỹ, hoặc là người ta không nhìn thấy cái tầm quan trọng của cái rạp cưới đẹp. Cái vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất ấy, là cái vấn đề mà chống mưa bão. Vì cái này là một cái mà bản thân mình cũng đã từng trải qua, nó là một cái kỷ niệm mà nó thật là không thể nào quên được. Thì cái việc mà mưa bão là cái việc mà đấy là gần như gọi là bất khả kháng, không ai muốn. Đấy, thì ngày xưa mình đã từng một cái rạp nó đã bị sập xuống chỉ vì là mưa bão quá to. Tức là chỉ trong khoảng 20 phút thì cái lượng nước mưa và nước nó đổ xuống quá nhiều quá nhanh. Cái rạp đó là rạp ống tuyếp, nó sắt ống tuyếp nhỏ, nó không thể chịu được cái trọng lượng, cái lượng nước quá lớn như thế. Và vì cái cơn mưa bất chợt, không có thợ của mình xử lý kịp ở cái thời điểm đấy. Thế là cuối cùng là cái rạp nó đã sập xuống và không chịu nổi sức nặng đấy. Đấy. Cũng rất may là đấy là đã không có vấn đề gì liên quan đến con người hoặc là của cải gì trong đấy. Đấy chỉ là cái vấn đề mà cái rạp nó đã không sử dụng được tiếp thôi. Đấy. Nhưng mà mọi người phải biết là đấy, cái rạp vì cái chuyện mưa gió nó quan trọng như nào. Thành ra là cái đầu tiên là cái mọi người phải nghĩ đến ấy, là cái chuyện là nếu mà mưa bão to ấy thì rạp rất nguy hiểm. Đấy, không ai có thể nói trước được là cái việc là khẳng định là sẽ đảm bảo để không bị sập rạp hoặc là không bị mưa bão to, có thể rách mái hoặc rất là các thứ liên quan. Đấy, cái đấy là cái phải rất là để ý và đề phòng. Nếu mà cảm thấy mưa bão to thì thậm chí có thể không sử dụng, kể cả đã dựng rồi, để giữ an toàn cho bản thân và mọi người trong gia đình mình. Cái thứ hai ấy là chính vì dựng rạp ấy, mình phải dựng ở ngoài đường hoặc là vỉa hè. Đấy, thì mọi người biết là cái vỉa hè của mình ấy là nó không phải là một cái bãi đất trống, hoặc là nó không phải một cái sàn xi măng phẳng, mà nó sẽ rất là nhấp nhô, nó cũng sẽ có những cái cây có cột điện, hoặc là nó sẽ bị chia cắt bởi những cái mái nhà đua ra nhấp nhô, hoặc là dây điện, rất nhiều cái vấn đề đấy. Thành ra là một cái mà nguyên tắc của dựng rạp và cái người mà có kinh nghiệm trong việc dựng rạp ấy là phải biết xử lý khi mà gặp những cái địa hình không đẹp như thế. Đấy, đầu tiên là cái khâu khảo sát là rất là quan trọng. Khâu khảo sát đấy là tốt nhất là mình là người mà thuê cái bên dựng rạp ấy, tốt nhất là phải cùng với họ quan sát cái địa hình của cái nơi chuẩn bị dựng rạp, xem là có vướng dây điện không này, có vướng các mái vẩy của các nhà, hoặc là bất cứ một cái chướng ngại vật nào đấy nó nhô ra trên cái phía trên của cái trần mái, hệ mái của cái nhà rạp, thì nó ảnh hưởng cái việc là dựng rạp. Tại vì bây giờ mình chỉ nói đơn giản là thôi, là ngày cưới, cái tiến trình của cái ngày cưới trong những cái ngày cao điểm ấy là nó rất là bận. Đấy, thường là các bên làm tiệc cưới hoặc các bên trang trí decor là nhận lịch rất là dày. Thành ra nếu mà cái khâu khảo sát mà không kỹ lưỡng ấy, mà không lường trước được các cái vướng víu và không làm được đấy, mà nếu chuẩn bị đồ hết rồi đến nơi làm không làm được lại phải thu đồ về đấy, thì mọi người phải biết là như thế thì là sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ công việc của mình rất là nhiều, thậm chí có thể là không làm kịp, hoặc có thể là thợ thuyền lại phải quay về nhà lấy đồ chế đồ đấy, và khi quay lại làm hoặc là đã muộn rồi thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái công việc của gia đình mình những ngày đấy. Thành ra là cái việc khảo sát ban đầu và cùng nhau tính toán cái phương án làm trong với những cái trường hợp phức tạp, ví dụ như vướng cây, vướng cột điện, vướng dây điện, hoặc là vướng mái, vướng các loại đấy, là mình phải tính toán cho kỹ. Tại vì cái mái nhà rạp ấy thì là nó mái cong như này, thì nó sẽ có cái phần thấp là phần ở hai bên và phần cao là đỉnh mái. Nhiều khi cái người khảo sát ấy, người ta đo, người ta không để ý kỹ. Nó có thể là cái phần bên cạnh thì nó không vướng, không sao, nhưng đến cái phần đỉnh mái ấy, thì nhiều khi nó chỉ căng một chút thôi. Đấy, mọi người để ý nhé, cái dây điện ấy nó căng ít thì không sao, nhưng mà nhiều khi là nó đến cái mức căng của nó căng quá rồi ấy, thì thêm một chút nữa là đẩy cũng không được. Ví dụ lúc đấy có khi chỉ khoảng 10-15 phân nhưng không đẩy thêm lên được nữa.
càng căng càng tốt và càng cao càng tốt, thì lúc đấy là cái mưa ấy nó sẽ độ dốc nó sẽ lớn và nước nó thoát nhanh thì nó sẽ không bận không bị đọng nước đấy, để tránh bị rột mái và sập mái, chảy nước trong mái đấy. Nhưng mà thật ra là cũng rất là khó nhé, tại vì thật ra cái dạp nhỏ ấy, dạp nhỏ thì cái mái bạt ấy nó là cái loại vải bạt nó mềm và nó hơi có tính hơi mang tính chất đàn hồi, chứ nó không như cái mái bạt to của nhà dàn không gian cỡ lớn. Thành ra là cái việc mà kể cả mình có kéo căng rất căng lên rồi nữa ấy, thì khi mà nước lượng nước lớn nhiều ấy, nó vẫn sẽ đọng ở cái phần rìa mái bên cạnh đấy. Cái chắc đấy cũng là một kinh nghiệm, là nếu mà chẳng may đột xuất có mưa lớn ấy, mà nếu mà không có bên dựng dạp ở đấy túc trực ấy, thì bản thân nếu người nhà mình nhìn thấy cái việc đấy là cũng phải chủ động ra lấy que chống để chọc thoát hết cái phần nước đọng đi. Vấn đề tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người là cái dựng dạp ấy, thì cái mục đích của mình dựng dạp là để kê bàn ghế để đón khách. Thế thì ở đây thì mọi người biết ấy, thường là để mà dựng cái dạp mà đủ đẹp, ví dụ đây như này, tức là để kê được hai cái dãy bàn ghế như này, thì cái chiều rộng mà tối thiểu gọi là vừa đủ dùng ấy, không phải tối thiểu nhưng vừa đủ dùng của cái bề ngang của cái dạp ấy là nó phải tầm khoảng 4 mét, còn chiều dài kéo dài thì là theo cái nhu cầu của mình. Mọi người sẽ có một công thức tính ở đây nhá, là một cái bộ bàn ghế ấy, một cái bộ bàn ghế mà có một dãy bàn giữa và hai dãy ghế hai bên này thì theo cái chiều dài của bàn này là 1m2, còn cái chiều ngang rộng ấy, cái chiều ngang rộng tức là dãy bàn ở giữa và hai dãy ghế hai bên thì nó sẽ rơi vào khoảng là tính ra là cái bàn giữa là 60 phân, cộng thêm hai ghế hai bên là mỗi ghế là khoảng 50 phân nữa, là 1m nữa là 1m6, thì rúc rích co ra co vào nữa thì nó phải tầm khoảng 1m8 đấy. Thì coi như một cái dãy bàn như thế, cái chiều một chiều của nó sẽ là 1m8, còn một chiều dài của bàn là 1m2 đấy. Thì như thế nếu mà cái nhà dạp của mình nó phải tầm 4m thì trừ đi 2 cái 1m8 là 3m6 đúng không, thì nó còn lại khoảng tầm 40 phân đấy, 40 phân để đi lại ở giữa thì mới đủ để mà dựng được kê được dạp có hai dãy bàn ghế. Còn nếu thấp hơn nhá, nhỏ hơn nhá, kể cả là khoảng tầm 3m rưỡi thôi là đã không kê được hai dãy bàn ghế rồi. Thì nếu mà vẫn muốn kê ấy, thì có thể là phải bỏ bớt một dãy ghế đi đấy, tức là vẫn là dãy hai dãy bàn hai bên, nhưng mà một dãy thì phải bỏ bớt một dãy ghế đi thì mới kê được. Hoặc thậm chí là chặt hơn thì có thể là bỏ bớt cả hai dãy ghế ở giữa đi, thì ngồi đối mặt hai bên đấy thì vẫn đi vào giữa đấy. Thì đấy là cách để mà nói là để tính cái bề ngang của cái dạp tối thiểu là phải tầm khoảng 4m, còn rộng hơn thì tốt. Nhưng mà với các cái dạp bóng tuyếp nhỏ ấy thì thật ra mình thấy cũng chỉ nên kéo ra đến khoảng 5m thôi, chứ rộng hơn thì thật ra là rất là nguy hiểm đấy, rất là nguy hiểm luôn, trong cái việc là nếu mà có mưa bão hoặc có vấn đề gì mà không xử lý kịp. Tại vì thật ra cái dạp ống tiếp là cái dạp mà gọi là linh động, mà người ta dùng để đưa vào các cái không gian nhỏ hoặc là thay đổi, nó có thể rút ra rút vào thay đổi trong các cái khoảng diện tích nhỏ. Thành ra là cái khả năng chịu lực nó rất là kém nếu mà so với cái dàn không gian. Bây giờ nói về chuyện thẩm mỹ của dạp cưới nhá, thì đối với mình mà nói ấy, thì mình thấy là một cái dạp cưới đẹp ấy, mình nên làm cái phong cách nó giống như kiểu một cái khu vườn ấy. Đấy, đây này, đây là một cái dạng hình thức như thế. Tức là mọi người thấy là trên dưới hoa lá cỏ cây là nó leo, nó rất là tự nhiên đấy, nhìn nó không khác gì một cái khu vườn cả, thì là cái cảm giác nó trông nó dễ chịu, thì là đấy là cái cách làm tốt nhất đấy. Chứ thật ra là không nên nhá, mình nghĩ là không nên một cái dạp mà dùng nhiều những cái đồ trang trí decor, ví dụ như là treo nhiều đèn đóm, các chùm đèn nhiều, rồi là hoặc là các cái trên đèn dưới đèn, rồi pha lê ra treo thả khắp, rồi hàng rào đấy. Ngày xưa có cái mốt làm hàng rào cho hàng rào, thật ra hàng rào nhìn cũng hay, nhưng mà thật ra là nó phải có kiểu cơ, hàng rào nó phải có kiểu cơ, chứ còn cái dạng hàng rào ngày xưa thì bây giờ nhìn nó cũng cứng lắm. Và thứ hai nữa là nhìn tự nhiên nó đóng khung cái dạp của mình vào đấy, chứ còn thật ra là cái dạp mà để cho nó tự nhiên, trông nó như một cái khu vườn ấy, thì khi mọi người đứng trong ngồi trong đấy ấy, nó sẽ không có bị cái cảm giác là giống như ở trong một cái dạp đấy, mà nó giống như kiểu là mình đang ăn một cái tiệc cưới ở ngoài sân vườn ấy. Đấy, đấy là cái cách mà cái không gian của giống như sân vườn mình làm đấy. Ví dụ như cái này là một cái mà mình làm là sử dụng tre trúc, tre nứa để kết hợp với hoa lá, nhìn nó rất là tự nhiên đấy. Ví dụ như cái hệ thả trần hoa nhẹ nhàng này thì nó cũng làm cho cái dạp nó mềm mại đi. Hoặc là đấy, có một cái mà làm dạp mà cái phong cách làm dạp tương đối đẹp ấy, thì là cái mà gọi là cái dạp mái trong, tức là cái mái ni lông trong ấy.
đấy thì đấy là một cái phong cách mà rất là đẹp. Nhưng mà cái đấy phải lưu ý là vì mái trong thì những cái ngày trời nắng ấy là nó sẽ xuyên nắng xuống rất là nóng, thì mọi người phải ý là mặc dù mái trong ấy nhưng mình vẫn phải có những cái hệ vải nó đan xen vào, tức là để cái phần hở của mái trong nó ít thôi. Và thứ nữa là cái vải đấy là cũng là một cái dạng vải voan mờ ấy, tức là nó không quá đặc thì nó vẫn có thể nhìn xuyên qua lên trên cái mái ấy. Nhưng mà nó vẫn có cái tác dụng là cản nắng một phần ấy, thì nó cũng đỡ hơn đấy. Chứ thật sự những cái ngày mà rất là nắng, và để ý là nếu cái nơi của mình mà đúng là những cái ví dụ mình đón dâu buổi chiều mà cái hướng của mình lại đúng cái chỗ hướng nắng hướng tây, thì thật sự mình nghĩ là không nên sử dụng cái phương án nhà bạt mái trong. Chứ đặc biệt là nếu mà ví dụ cái nhà giạt mái trong nhé, nếu mà thời tiết mát mẻ đẹp không có nắng như kiểu trời mùa thu, và lại thậm chí là kể có tí mưa nhé, mưa nhẹ thôi một tí lại rất là đẹp, vì các cái hạt nước mưa nó sẽ rơi trên mái ấy, nó nhìn thành cái hoa văn rất là đẹp đấy. Hoặc là một cái tip là có thể là trước khi ngày đến lúc đón dâu ấy, nếu mà trời vẫn nắng ráo đúng không, cái bạt mái trong đấy mình phun nước lên đấy, mình dùng vòi phun nước, mình phun nước nhẹ nhẹ lên, thế là tự nhiên sẽ thành các cái giọt nước đấy. Mình nghĩ cái đấy là cái rất là đẹp đấy. Nhưng mà tất nhiên là phải phun sớm trước khi nhà trai đấy chẳng hạn, mình làm cái việc đấy thì có thể lên phim lên ảnh nó tương đối đẹp ấy. Đấy là một cái ý cũng hay. Đây là một cái hình thức có thể thay thế cái nhà giạt, tức là mình sử dụng cái ô dù đấy, cái ô dù ô lệch tâm. Thì với những cái nhà mà dạng như kiểu sân vườn thì mình có thể sử dụng cái ô dù là một cái mà nó thay thế cho cái giạt tương đối hay, tức là nó đỡ bị cảm giác ngộp đóng khung của cái giạt, nhưng nó vẫn có tác dụng che nắng. Thật ra là che nắng thôi nhá, còn che mưa thì cái ô dù thì nó không, nói chung gần đấy như không có tác dụng đâu đấy, trừ khi gọi là mưa lất phất, mưa vớ vẩn thôi, mưa xuân thôi, chứ còn kể cả là mưa to thì cái giạt nó cũng gần như cũng không có tác dụng đấy, mà lại còn nguy hiểm. Mình vẫn khuyên là nếu mà mưa to thì không nên chui vào giạt, kể cả đã dựng rồi đấy. Đấy là cái lời khuyên của mình. Có một cái điểm lưu ý mà rất là quan trọng nhé, là vì làm giạt ấy là ngoài trời nắng thì cổng hoa rồi tất cả những cái hệ thống hoa lá cành mà trăng lên giạt ấy, nếu mà dùng hoa tươi ấy, ngoài trời nắng ấy là rất dễ héo. Thành ra là phải để ý là luôn luôn phải phun nước, tưới nước liên tục cho đủ hoa được đủ nước, nếu không là hoa sẽ héo và héo rất là nhanh đấy. Thế nên mọi người phải để ý là nếu mà với những ngày nắng gay gắt và giạt là phải phơi dưới nắng ấy, thì cứ tầm khoảng một tiếng cứ có một cái bình nước, cứ tầm một tiếng là ra phun lại một lượt hết cho mình ướt sẫm, thì như thế là tốt nhất để đảm bảo cái việc là giữ giạt đến ví dụ làm từ hôm trước thì giữ đến qua ngày hôm sau, hoặc là ví dụ đến tầm trưa mới sử dụng mà cả buổi sáng nắng thì mình cũng nên làm như thế, thì nó sẽ đảm bảo là hoa nó sẽ không bị héo. Một cái lưu ý nhỏ cuối cùng nữa nhé của mình về cái giạt cưới ấy, thì mọi người để ý nhé, cái giạt nó sẽ gọi là mình sẽ để ý một cái giạt nó giống như một cái miếng đất này này, nó sẽ có bốn mặt xung quanh đúng không, thì tùy vào cái bố trí của mình mà nó có mấy mặt hở ra, nó gọi là mấy mặt hở ra xung quanh ấy, thì để mình xử lý cái giạt đấy. Với những cái giạt mà nó phổ biến ở mặt phố ấy, thường là nó có ba mặt mở và một mặt ở phía sau là nó áp vào tường ấy, áp vào tường nhà dân ấy, thì mọi người sẽ để ý là có một cái vấn đề là các cái căn nhà liên tiếp nhau ấy, thì nó sẽ có ví dụ cái bềm cái mặt tiền nó cửa nhôm cửa sắt, hoặc là các cái sơn màu khác nhau, các cái hình thức hình dạng khác nhau, rồi nhấp nhô khác nhau, thì như thế là nó sẽ làm cái không gian của cái giạp mình nó xấu, nó giống như cái nền ấy, thì cái nền mà xấu thì cái bức tranh nó không thể nào đẹp được đấy. Thành ra là mình phải xử lý cái nền đấy, thì chính là cái mặt ở phía trong cùng đấy của đây mọi người đấy, như mọi người đang xem đấy, là mình sẽ dùng hệ thống vải phủ xuống để che kín hết tất cả các cái phía mặt trong đấy, và chỉ để thoáng hở hết ở cái phần ở phía ngoài thôi. Thì như thế là cách xử lý tốt nhất cho cái giạp trông nó vẫn đẹp mà nhìn nó vẫn sạch sẽ. Cái phần trình bày của mình đến đây là hết. Lúc nãy mình đang quay giờ thì quên mất là phun thẻ nhớ, nên là nó bị mất đoạn video cuối, đành phải tự quay lại. Bây giờ con thì ngủ rồi, chả dám bật đèn nữa. Cảm ơn mọi người đã tập trung theo dõi đến bây giờ nhé. Mọi người nhớ like và share và subscribe cho kênh mình để có động lực còn tiếp tục ra các video. Xin chào cả nhà.